Còn tại khu vực Trung Âu hiện nay thì do tác động của vấn đề ngũ cốc, nhiều hộ nông dân đang đối diện nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất thương mại. Thực trạng trên xuất phát từ việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, Ukraine đã gặp khó khăn trong việc vận chuyển các loại nông sản qua các cảng ở Biển Đen, dẫn đến một khối lượng lớn phải chuyển qua Đông Âu bằng xe tải và tàu hỏa. Trước tình hình đó, Liên minh châu Âu đã miễn thuế hải quan cho các loại ngũ cốc của Ukraine, đồng thời mở các tuyến đường ưu tiên để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều nông dân địa phương chỉ trích đã gây tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Tại Hungary, nhiều hộ nông dân đang rơi vào tình cảnh tồn dư lương thực, ngũ cốc từ mùa vụ năm ngoái ở trong kho. Trong khi đó, những người tiêu dùng địa phương hay các khách hàng quen thuộc lại đang có xu hướng ưa chuộng các loại ngũ cốc nhập khẩu với giá rẻ hơn từ Ukraine sang. Theo chia sẻ của ông Andras Pasto, một hộ nông dân Hungary, ông chỉ thu hoạch được 15% sản lượng ngô trung bình từ các cánh đồng gần biên giới phía đông của Hungary với Ukraine. Không chỉ vậy, khoảng một nửa trong số đó, ước tính tầm 2.000 tấn, vẫn đang ở trong các kho lưu trữ để chờ bán ra thị trường. Các thương nhân không tìm kiếm ngô tại Hungary nữa vì họ không chắc chắn về chất lượng, trong khi giá tại Hungary lại cao hơn. Khi có một giải pháp thay thế rẻ hơn, họ đã chọn ưu tiên cắt giảm chi phí. Khảo sát cho thấy giá ngô tại châu Âu đã tăng mạnh sau cuộc xung đột. Tuy nhiên, giá ngô đã giảm trong những tháng gần đây do tác động từ một lượng lớn xuất khẩu đến từ Brazil. Với mức giá thấp như vậy, nhiều nông dân ở vùng Trung Âu đã phải vật lộn để giữ mức giá hòa vốn. Hàng nhập khẩu của Ukraine đã thay đổi tình hình vì họ sẵn sàng bán với bất kỳ giá nào và giá vốn của họ thấp hơn nhiều so với của chúng tôi. Ví dụ, trong những năm gần đây, châu Âu đã áp đặt thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm của chúng tôi để bảo vệ môi trường và các biện pháp như vậy áp dụng với hàng hóa của Ukraine. Điều này đang tác động xấu đến việc kinh doanh của tôi. Theo đó, nhiều hộ sản xuất tại Bulgaria cũng đã phải vật lộn để bán hàng cho các thị trường địa phương. Không chỉ vậy, các loại nông sản của họ cũng bị sụt giá mạnh trước tình trạng cung vượt cầu. Kể từ đầu tháng 4 năm 2022, Ba Lan đã đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác từ Ukraine, trong khi Bulgaria, Hungary và Slovakia cũng đưa ra động thái tương tự. Nhằm ổn định lại tình hình, EU cho biết đang chuẩn bị khoản bồi thường bổ sung cho nông dân ở 5 quốc gia có chung biên giới với Ukraine, đồng thời lên kế hoạch đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.